như vậy là tiền đạo người Croatia Marko Simic đã ra sân. Anh đã rất cố gắng, tuy nhiên số 77 của Đồng Tháp đã không thể có được những pha xử lý bóng làm thỏa mãn sự kỳ vọng của người hâm mộ. Công Thành chính là người vào thay cho Marko Simic. Giờ đây thì bộ đội tấn công của đội chủ nhà là Công Thành, một cầu thủ trưởng thành từ bóng đá Đồng Tháp, và tiền đạo Samson Bedosen. Phút thứ 80, tỷ số trận đấu vẫn đang là không đều. Người đá phạt là Lương Văn Đức Em. Không thể có được pha kết thúc bóng với các cầu thủ áo vàng. Rất kỹ thuật và sức nguy hiểm, nhưng đã có lỗi việt vị của Fagan. Được em. Nếu vừa rồi cái bảy việt vị của Đồng Tháp không sạp kịp, lại là nguy hiểm thưa các bạn. Và như vậy là mạng lưới của chủ nhà đã rung lên. Và lập công của Seven. Seven đã qua được Hải Anh, đã bẻ gãy Hải Anh rồi gãy tiếp Đức Anh. Hai cầu thủ xứ Nghệ đã dễ dàng bị đánh lừa bởi Steven, và anh đã ghi bàn mở tỷ số. Phút thứ 82, đó là bàn thắng thứ 6 của tiền đạo người Jamaica ghi cho Hải Phòng. Xuân Minh Lợi, thank you.
Diệp Quang Xuân. Công Thành. Minh Lợi. Được em.